tính ra theo thứ rồi. Có nghệ nhân cái nó khác ngay. Cái bông này chịu rồi. Đấy, đây có cái dây kéo trong đúng tặng rồi. Đây có cái dây kéo lên kéo rồi, kéo quá rồi. Mời cả nhà ngắm cờ đỏ ngày mưa nhá. Mặc dù trời mưa, thời tiết không được tốt lắm, nhưng bản chất của cờ đỏ nở tự nhiên, nó vẫn thể hiện được cái bản sắc của em nó. Xin mời cả nhà ngắm trực tiếp em cờ đỏ bung lụa ngày 25 tháng 6 tại Vân An Hoàng Sơn. Chào cả nhà, chào Thương Nguyễn, chào Minh Đức Nguyễn, chào Hoàng Việt, chào tất cả anh em. Mọi người chia sẻ nhé, chia sẻ và cho Sơn xin một like, một tim, cổ vũ tinh thần đam mê của anh em Hoàng Sơn ngày hôm nay. Em ca sĩ ngồi đây em ơi. Thôi cứ ngồi đi. Không mạng miếng thử và ngồi nguyên. Hôm nay trên cái không khí rất là vui nha cả nhà, nhạc lên đi nào. Ngắm hoa, ngắm cờ đỏ với khá nhiều anh em. Em Bất Hưng chào cả nhà này. Chào mọi người nhá. Đấy, quá tuyệt vời, Đức Anh chào cả nhà này. Idol Chủ tịch Phạm Quốc Trọng. Chào đi. Rồi, đẹp trai, Trọng đẹp trai. Không khí đang lên lắm rồi đấy cả nhà. Tinh thần đang lên rất cao cả nhà nhá. Nào ngôi sao đó gì nhỉ? Hải Ngọc, ca sĩ Hải Ngọc, một trong những idol của giới trẻ châu Á tại Thủy Nguyên. Hải Ngọc hả? Hải Ngọc hay Bảo Ngọc? Hải anh là Sơn, Sơn Hải cũng hợp nhau đấy. Sơn Hải, Sơn Đinh, Thủy Đinh, Hải là Thủy đấy. Trước đây chắc là đời cụ anh em mình chẳng đánh nhau to luôn. Đây kia guitar thượng hạng, số 1 của thành phố Thủy Nguyên cả nhà. Hôm nay cặp đôi hai em đến chung vui với anh em yêu nan. Một cây guitar chơi rất hay, trời như nghe đĩa cối luôn cả nhà. Lắng nghe thấy có sâu không? Chào Nhi Maria, chào Lê Thủy Hương, một em xinh đẹp hôm nay rất là tiếc hôm nay lại không được đón em. Hôm nay mà em đón em mà về đây thì chắc chắn là em này sẽ mờ luôn này. Em Hải Ngọc sẽ mở luôn Hương ạ. Vì nhan sắc của em thì nghiêng thùng đổ nước thì gần như là cái giới chơi na na em biết rồi. Em không về thì nhan em Hải Ngọc này em lại nổi số rồi. Chào NCPN Bảo, chào đồng Chiến, chào cụ Chiến Dê. Cụ Chiến giờ là cụ ấy chuyển sang chân dê rồi, nông trường dê. Nghe nhạc tí đã ngắm nan sau cả nhà nhá. Ngắm nan là cho trong nhà ngắm luôn cả nhà. Cho thêm mấy em sen rồi, mấy đứa sen vào đây. Đứa nào xinh tươi đi vào đây để phục vụ các anh em, các nghệ nhân. Phục vụ chú đáo vào, đứng cho nó đúng vị trí vào. Năn rừng Hoàng Sơn, mời cả nhà. Vũ Hồng Du Tôn, em lên đi em ơi, lên cơm liêu em nhá. Không gian đang ấm cúng, mời Thái San em. Mời Thái San quay rõ nét vào khe đường cong bông mai ấy. Chào Thắng nhá, xin chào. Xin chào. Ừ.
xem thôi nhá, xem ngắm thôi chứ không nói chuyện ấy được, nó ảnh hưởng đến cộng đồng. Anh đang cà phê, báo cáo này em thắng thắng nghệ nhân, anh đang cà phê phê bướm, phê cả người nữa này. Đấy, không gian ấm cúng chưa cả nhà. Nguyễn Minh Thư xin chào, Đức Anh xin chào, Vũ Hồng, Xuân Tô Tôn, nên đi em ơi, nên ngay nhá. Đây cả nghệ nhân chụp ảnh thế này. Đấy, nhiếp ảnh ra Doanh Bùi này. Đó, ba lô đâu này. Ai không đến là hôm nay không có hình đâu, quay lưng lên nào. Đấy, dụng cụ đồ nghề, sợ chưa? Ai đến được là sẽ có hình, ai không đến được thì không có hình thì tối nay đừng kêu nhá. Cả thế giới đang có chú ý vào cái bông cờ đỏ và những cái bông lan rừng của anh em câu lạc bộ Văn An đột biến Hải Phòng và Vườn An Hồng Sơn đấy. Đấy, do thuyền trưởng Nguyễn Phú Trọng chủ tịch. Mọi người rất đẹp trai nhưng giờ bớt rồi, bớt tí rồi. Chủ tịch cười tươi. Vừa nãy không cười như thế đi, giờ để cho ông Tiến đầu vào không ai biết nha. Đó mới cười. Bàn tiệc cũng đã sẵn sàng rồi đây cả nhà nhá. Bàn tiệc cho 30 người và bây giờ mới có 19 người thôi. Bàn tiệc để xem đây ma chuyên này. Ma chuyên xinh chưa? Gái thì nguyên quá xinh luôn. Rượu vang để ngắm hoa lan thì cả gian nhá cả nhà nhá. Ở đây có tất cả như bao nhiêu chai rượu vang ở đây rồi em? Mấy trăm chai rượu vang cả nhà. Maria xin chào, Vườn Lan Bá Đình xin chào. Xin chào Nguyễn Thùy. Ngắm nha, ngắm nghe nhạc này, ngắm hoa này, uống rượu này, thưởng thức đồ rừng này. Hôm nay ẩm thực là đồ rừng đấy cả nhà. Ngắm hoa ở vườn. Trên vườn thì mọi người ngắm đã nhiều rồi, nhưng mà ngắm hoa ở trong cái phòng phòng của lính biển như này, đây là phòng của lính biển nhá. Phòng này là phòng hải đăng. Có phải không chủ tịch Trọng nhỉ? Phòng này là phòng dành cho lính biển đúng không? Lính thủy lính bộ. Đấy chứ gọi là sơn tinh thủy tinh đấy. Thì chắc là mọi người cũng ít có cái điều kiện để ngắm hoa lan trong cái không gian như thế này. Với những cái bản nhạc guitar rất phù hợp với cái thời tiết ngày hôm nay. Quang Đô Thành anh xin chào. Sang ngắm ở chụp nhá, không để bỏ là photo, chỉnh sửa Maria nhá. Chào Tuệ Trần, chào Phạm Hùng. Cảm ơn em. Tâm Dương anh xin chào. Bên này bông bên này cũng bay đấy. Cỏ đỏ này ba bông anh em ạ. Đây là trong nhà nhé, cả nhà đang ngắm trong nhà nhé. Rồi đỡ bác đi vòng mà. Thank you.
Duy Tân sang bên này đi cháu. Sang bên này giao lưu đi. Giao lưu từ giờ đến 1 giờ chiều nhé. Về nhà chủ khó sang đây giao lưu, nghe ca nhạc, ngắm hoa lan, uống rượu và đồ rừng. Chào Nê Sự, chào Trung Ích, chào Cung Nê Ba, chào cả nhà. Chào 40 người đang xem này. Rất là mong mọi người nếu còn động lực, còn cảm hứng thì chia sẻ để cho cả nhà ngắm lan rừng và giao lưu với anh em Hoàng Sơn trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Vũ Giang anh xin chào. Xin chào Đinh Vân Nhâm. Chào Duy Hải. Cả nhà ngắm cờ đỏ. Thực sự ra thì hôm nay ngày mưa thì nó không được như ý, vì hoa nó bị độ ẩm cao này nên là nó không bay được như mong muốn, mắt cũng không được màu cũng không được quá đặc sắc vì thiếu nắng, nhưng như này cũng đã là thỏa mãn rồi ạ. Cảm ơn Vũ Giang. Mọi người nhiệt tình chia sẻ nhé, chia sẻ giúp Hoàng Sơn để cộng đồng được thưởng thức nhiều hơn. Nhà vườn Vạn Phúc anh xin chào. Xin chào cô Trúc. Yên tâm là không có chuyện chỉnh sửa hay là Photoshop rồi phải không phải cả nhà. Phong Thu anh xin chào. Rất là vinh dự được chào đón anh em tới thăm vườn Đinh Văn Nhâm nhé và cả nhà. Ngọc Hải hát cái gì cho nó mọi người thưởng thức dòng hát của gái Thủy Nguyên nhá. Hoa Thủy Nguyên nó đẹp rồi, gái Thủy Nguyên còn đẹp hơn gấp mấy lần hoa đấy cả nhà. Không tin cứ hỏi ấy vẫn thương biết. Cả nhà chuẩn bị nghe giọng hát như là một con chim họa mi ở hoang đảo Thủy Nguyên nhé. Cứ đứng con đấy, đứng đấy hả? Đó. Ngắm hoa lan rừng, nghe ca sĩ hát, nghe nghệ nhân thượng hạng chơi guitar. Đó. Quý vị thân mến, và đây đây giờ đây để mang đến một không gian thực sự tuyệt vời cho buổi tiệc ngày hôm nay. Hành Ngọc sẽ được gửi đến tất cả quý vị một sáng tác đầu tiên với tựa đề Hãy Về Đây Bên Em. Sợ đừng chưa? Thương. Hãy về đây bên em nhá. Em đã mời thế mà các anh không về là cần là các anh có lỗi mới thiên nhiên đấy. Về. Anh còn đây mà đủ hơn trao ngân hay ông tình yêu tuyệt vời. Người yêu anh có biết em như anh
tràng vỗ tay ạ. Tặng hoa cho em nhá, Ban Kinh Nhân Sơn để Sơn chuyển hoa cho Ban Kinh, Ban Kinh. Chào đoàn thanh, chào đoàn nguyện. Không về là có lỗi với thiên nhiên đấy, đàn thành đoàn à, thành nguyện à. Chào đoàn thanh, idol đang làm cộng đồng Hoa Lan sốt sột sột trong Việt Nam. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm. Nhìn đêm chung sức vô tay đóng tay nghe ngọt. Lòng hạnh phúc đến đủ đưa rằng anh còn đây. Đủ hôn trao vẫn ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm. Đã bao năm thấm qua em vẫn mong vẫn chờ. Giờ anh đang ở đâu hay về đây bên em. Tình yêu ta thắp lên trong mùa xuân xanh. Người yêu ơi Đoàn Thanh, anh nói thật lòng luôn mà. Cộng đồng mạng bây giờ đang sốt ruột dịch với em. Nói thật lòng đấy, người chơi nan không có lỗi dối lòng đâu, trừ lúc say thôi, Đoàn Anh ạ. Người chơi nan không có dối lòng, trừ lúc say. Cảm ơn cô Mai, cảm ơn Vũ Trần Anh, cảm ơn các em, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây là hoa khôi Quế Phong ở nhà nhá. Hoa khôi Quế Phong. Giờ anh đang ở đâu hay về đây bên em. Tình yêu ta thắp lên. Trong mùa xuân xanh. Đấy, các tiến đồ vẫn tiếp tục đến này cả nhà. Các tiến đồ vẫn tiếp tục đến. Năm bắn xuống đi, năm bắn ơi. Lên đi. Quá tuyệt vời. Vâng, một tràng vỗ tay lớn hơn nữa các bạn. Bây giờ là màu sáng tất cả cùng yêu thương nguyện đề. Hãy bắt về đây, bên em. Rất phù hợp. Nối tiếp ngay sau đây sẽ là một tà sáng tác kế tiếp. Hãy ngọc trân trọng với các quý vị. Với một tà giai điệu cũng vô cùng yêu thương với tựa đề Con Tim Đang Cố Quên Điều Kiện của mình. Cảm ơn Đoàn Thanh. Em biết thương em biết thương gửi lời chào đến Đoàn Thanh này. Đoàn Thanh gửi lời chúc anh em bạn bè của anh Sơn ngày nghỉ thưởng hoa thật vui vẻ nha. Chủ tịch Trọng, chủ tịch câu lạc bộ Hoa Lan đã được tiếng gọi phòng của anh đây gần đây này. Ta đã tìm con quên người, phải cũng quên người. Dù con tim mơ si vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều ta hoa thanh, có khi tim luôn hồng đèn. Vẫn trong mong mơ ước mai này sẽ có anh. Tìm mai mình hãy quên người, quên người. Dù ta đi bao lâu vẫn ôm chỉ là tất cả những gió của niềm đau. Có hay không vậy nha? Hoa Lan có đẹp và ca sĩ hát có hay không? Đặc biệt là những người thưởng nan có đẹp trai lắm không? Nếu hay cả nhà thả tim nhá, cần thả tim thôi. Chào Dũng Võ. Chẳng là biến sắc trên cao, mắt môi thiên thần. Chẳng là tất cả những gió. Niềm
quá hay. Cảm ơn Thành Nguyễn, hoa đẹp, ca sĩ hay, chuẩn luôn em. Cảm ơn em đã có lời động viên. Phương Duyên xin chào, Hàn Được xin chào. Cảm ơn em, cảm ơn Hàn Được, cảm ơn mọi người đã có những cái lời rất là tích cực để động viên cho những người nông dân vẫn còn đang miệt mài chăm nan như anh em Hoàng Sơn đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Và một số anh em vẫn đang duy trì khá tốt những vườn hoa lan của mình. Tay này đun đắp để cờ đỏ cái gì nhỉ, bồng nai, cờ đỏ bồng nai, bồng nai này, hoa khôi quế phong, hoa khôi quế phong. Lâm cánh trắng Hoàng Sơn, một bông đầu tiên của Hoàng Sơn đặt tên được sổ 2020, năm nay mới trở lại. Lâm cánh trắng Hoàng Sơn, hoa khôi quế phong, lâm cánh trắng cờ đỏ và hồng bồng nai cả nhà nhé. Rất là nhiều mặt hoa nữa, nhưng hôm nay thì Hoàng Sơn chỉ đưa 4 mặt hoa này lên để anh em giao lưu và thưởng lãm. Rất mong anh em ở gần sẽ qua sớm để cùng giao lưu với anh em Hoàng Sơn ngắm hoa lan và giao lưu. Buổi tiệc hôm nay cũng rất ấm cúng đấy cả nhà. Anh em ở gần Thủy Nguyên, Hải Phòng thì trân trọng mời anh em. Bây giờ nhạc cũng được, chơi guitar không cũng được, chơi một bản guitar đi. Cả nhà lắng nghe một bản guitar do nghệ nhân Võ Thị Nguyên thể hiện. Chào Bùi Văn Phương, Đặng Công Minh, Nguyễn Vũ, Phạm Giang, xin chào cả nhà. Có máy chống để nay đỡ được cầm ở đây nhỉ. À đang còn đang nay được. Ok. Cầm như này thì mới duy hết được. Nên món này ạ? À? Sẽ là món gì nè, cả nhà nhìn cái món. Chưa được rồi. Bốc hơi luôn cả nhà này. Vừa ngon chưa, ngon chưa? Anh em ai ở gần đến nhá. Đến nhậu và ngắm nan nhá. Rồi, gái thì đẹp tuyệt vời, gái đẹp, không phải chê cái gì. Vừa nãy bây giờ Sơn để vào tiệc, nên là mời anh em ngắm lại một lần nữa, bông cờ đỏ, nhân vật chính của ngày hôm nay. Thì sau đó Hoàng Sơn vào khai tiệc, chắc là Hoàng Sơn tặng xuống nay. Nếu có gì thì chút nữa Sơn sẽ trở lại. Ngắm cờ đỏ ngày mưa nhưng em nó vẫn thể hiện được bản sắc của em đó.
Rồi, cảm ơn cả nhà nhá. Hoàng Sơn xin phép xuống nay để vào khai tiệc. Rồi, cảm ơn anh em. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ, đã thả tim ủng hộ anh em Hoàng Sơn và những người bạn vẫn còn nguyên đam mê yêu hoa lan. Mong sẽ được giao lưu với mọi người nhiều hơn nữa trong các bữa tiệc ngắm hoa lan rừng ở muôn nơi. Rồi, cảm ơn. Xin chào, cảm ơn cả nhà nhá. Cảm ơn cả nhà.